bây giờ là bắt đầu từ thành phố đấy, anh cứ giới thiệu đi. Anh cứ nhiên xem ai vào chưa? Thì anh từ Thanh Hóa anh ra đến, anh đi từ địa đầu Móng Cái, à từ hướng Hồ Quan đến địa đầu Móng Cái rồi đấy. Cà Mau là anh đi mãi rồi. À, xin giới thiệu các bạn là tôi từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi lên một cái thành phố biên giới phía Bắc, nơi địa đầu của Tổ quốc và chúng ta. Và tôi xin giới thiệu các bạn, tôi đang ngồi trên xe với anh Nông Xuân Tiến, tức là Nick Vương Hùng, và một cô bạn đồng nghiệp ở bên công ty du lịch của thành phố Lạng Sơn. Và các bạn đều biết cái địa danh Lạng Sơn thì trong lịch sử chúng ta để đáp được từng học là từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, tức là các bạn biết rằng đó là điểm đầu của Tổ quốc của chúng ta. Và xin giới thiệu các bạn, tôi đang trên hành trình là đi trên thành phố và giới thiệu các bạn tham quan thành phố của chúng ta. Và thành phố Lạng Sơn này các bạn được hình dung rằng là 17 tháng 2 năm 1979, tức là cách đây 39 năm, quân xâm lược mà ta gọi là bành trướng của Trung Quốc đã tràn qua đây tàn phá thành phố của chúng ta, hầu như là bình địa. Và cuộc chiến tranh ở đây rất là khốc liệt, các bạn đều hiểu rằng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thì cuộc chiến tranh đây khốc liệt, và bao nhiêu chiến sĩ đã ngã xuống đây, bao nhiêu nhân dân đã hy sinh nơi vùng đất này để giữ được bờ cõi biên cương của đất nước. Và các bạn đều thấy chỉ sau vài chục năm và hòa bình ổn định thì các bạn đều thấy đây, thành phố Lạng Sơn đã phát triển và như thế này đây. Và sự phát triển sẽ xây dựng một thành phố là hoàn toàn bằng nội lực, hoàn toàn bằng sự quyết tâm của nhân dân và sự phấn đấu của toàn dân, đặc biệt nhất là phấn đấu của nhân dân của tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng lại đất nước và xây dựng lại thành phố như thế này, thì một sự xây dựng hoàn toàn nội lực các bạn ạ. Để các bạn thử hình dung coi, một thành phố cách đây 39 năm có thể nói rằng các bạn đứng từ đầu thành phố có thể nhìn được cuối thành phố, hầu như san bằng tất cả. Nhưng qua cái sự nỗ lực mấy chục năm, nhờ cái sự ổn định, định hòa bình mà đất nước chúng ta phát triển nói chung và tỉnh Lạng Sơn phát triển nói riêng, thì các bạn hình dung rằng đó là cái sức phấn đấu nghị lực của nhân dân rất kiên cường trong chiến đấu, và nay càng rất kiên cường trong xây dựng quê hương. Tôi đang trên đường đưa các bạn về biên giới của nước nước chúng ta giáp với nước nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Và tất cả nhân dân, cả nhân dân thế giới đều rất muốn yêu chuộng hòa bình và giữ hòa bình như thế này để được cuộc sống ổn định và phát triển. Sáng 17 tháng 2 thế là tất cả mấy anh em lại ngồi nói chuyện với nhau. Anh Hùng Triệu Quang Điện ấy,
à, chính là một chiến sĩ ở trong cái pháo đài Đồng Đăng, rồi bên biên phòng đấy có anh hùng Đông Văn Phèo, tức là cũng cũng được phong tặng anh hùng trong cái trận 17 tháng 2 này. Và tất cả các bạn đều hiểu rằng tất cả những quân đội, tất cả những quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam bình dị, họ rất hiền lành, rất chân chất, rất dễ thân thương. Nhưng khi có chiến tranh tới, họ sẵn sàng là những anh hùng, là những chiến sĩ kiên cường để bảo vệ Tổ quốc. Họ sẵn sàng hy sinh để mà Tổ quốc được trường tồn, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ được sự cuộc sống yên lành của nhân dân. Đó là bản chất quân đội nhân dân của chúng ta đó các bạn. Bình dị họ rất là bình thường, họ rất là bình dị, rất là hiền lành, rất là chân chất. Nhưng khi đối đầu với quân giặc thì họ rất kiên quyết và dũng cảm. Cho nên đỡ thấy trong quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta rất nhiều những dũng sĩ, rất nhiều những anh hùng. Khi giặc tới họ cương quyết đánh giặc bất cứ kẻ nào xâm phạm đất tổ của chúng ta. Và nơi vùng đất này các bạn hình dung rằng đã bao nhiêu đời, bao nhiêu thế hệ, có thể hàng nghìn năm, bao nhiêu chiến sĩ đã đổ máu ở đây để giữ lấy bờ cõi biên cương Tổ quốc và duy trì được đất nước Việt Nam của chúng ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đây bắt đầu ra cái đường quốc lộ này là đi Cao Bằng là đi đường này đấy anh. Yeah. Đi Cao Bằng là đi, cứ đi thẳng đường này. Yeah. Tại anh không có thông báo trước á. Vâng. Trên cái lượng người vô nó ít. Để anh thông à, báo đúng trước. Rồi, anh không thông báo trước. Thông báo trước mấy tiếng là lượng người không vô. Tiếng người ta xem sau cũng được, chỉ cần biết anh lên trên này là được rồi. Bởi vì tí nữa là anh còn lấy hình km 0 với cột mốc biên giới mà. Cái khu vực đường biên phòng à, các bạn thấy không à, Việt Nam có thấy sướng không, có thể đi chơi trên xe du lịch bốn bánh à, cái tiện nghi của chúng ta bây giờ đây là cái tiện nghi rất phổ thông trong cuộc sống của nhân dân các bạn à, thế mà bọn phản động nước ngoài nói Việt Nam chúng ta đói nghèo à, à, xin hỏi anh đói sáng giờ anh là mấy tô phở à? Anh là chỉ là một anh công nhân lao động thôi, nhưng mà nhà anh rất là đầy đủ. À, đây là một công nhân lao động rất bình thường là các bạn. Xây đấy. À, chỉ là một thợ xây dựng thôi. Nhưng mà trong tiện nghi cái xe này phải nói rằng rất bình thường, trong cái tiện nghi tối thiểu trong gia đình anh. À, và cái cảnh đói nghèo của anh là sáng giờ anh mang một tô phở rất to. Ở Việt Nam là vậy các bạn. Chiều sách vữa anh à. Sáng thì chơi tennis, chiều sách vữa. À, rồi sáng chơi tennis, à, rồi chiều sách bay, sách rửa phải không? Đấy, cuộc sống bình dị của người Việt Nam là như vậy đó các bạn. Thế mà bọn chúng mới tuyên truyền Việt Nam đói và nghèo. À, nghèo đâu không thấy, tôi thấy nhà lầu quá trời luôn các bạn. À, có thể cái nghèo này có thể rất nhiều kẻ, có thể rất nhiều kẻ lưu vong ở nước ngoài, thất nghiệp, họ rất thèm những cái cảnh nghèo này đó các bạn. Rất bình yên. Nghèo nhưng bình yên lắm. À. Các bạn có muốn giàu như Syri, muốn giàu như Iraq không? À, cuối cùng tan hoặc tử nát nhà. Và có thể nói rằng Iraq có thể 20 năm sau xây dựng lại đất nước của họ bằng 20 năm trước chưa chắc đã được. Yeah. Cho nên có những kẻ cứ luôn luôn là so bì là Việt Nam mình không bằng Hàn Quốc, không bằng Singapore. Thua Lào, thua Campuchia. À, nhưng mà nói thật các bạn, chỉ cần Hàn Quốc nó chiến tranh 40 năm như Việt Nam thôi thì Việt Nam sẽ qua mặt chúng rất nhanh chóng. Nó đâu có chịu đựng trong chiến tranh. Không phải chiến tranh tàn khốc, mình thì được hơn 20 năm đổi mới. Bạn em á, sống ở bên Séc từ năm 86 xong về Việt Nam không muốn đi nữa luôn, ở lại. Mà đặc biệt chiến tranh Việt Nam vừa qua là một chiến tranh đối đầu với một đế quốc, một cường quốc mạnh nhất thế giới. Không phải là chuyện đơn giản thấy chưa. Đấy, đối đầu với một cường quốc, một đế quốc mạnh nhất mà còn lại kéo theo rất nhiều đồng minh vào nữa. Đấy, thì phải nói rằng nhân dân Việt Nam rất kiên cường, mà thắng lợi là thắng lợi của toàn dân chứ không phải riêng quân đội, thắng lợi của toàn dân cùng với những người con ưu tú của đất nước, rất là những quân nhân đã thắng được một cường quốc rất mạnh. Thì các bạn biết rằng sức chiến đấu của nhân dân ta như thế nào, đúng không? Cái tinh thần của nước của chúng ta mạnh hơn, giàu hơn, cái tinh thần của nước chúng ta giàu hơn những cường quốc, họ giàu về tiềm lực kinh tế, nhưng mà cái tinh thần yêu nước họ không bằng tinh thần yêu nước của chúng ta. Mà tinh thần yêu nước này nó xuất phát từ ngàn năm nay chứ không phải là mới đây các bạn. Nó truyền thống mãi và chắc chắn rằng nó vẫn giữ mãi được cái truyền thống này. Bởi vì không ai muốn một kẻ nào xâm nhập nước ta, không ai muốn kẻ nào và phá hại gia đình chúng ta cả. Đó là điều đương nhiên. Khu này là người Tây người Nùng đấy anh. Đây các bạn thấy, à, đây là người dân tộc miền núi, hầu như là người dân tộc nhiều hơn. Tây Nùng.
Nhưng mà dân tộc đã có mức sống như thế này thì các bạn thì hiểu thế nào? Đấy, anh Tiến có nhớ cái kỳ mà tôi đi Sapa, tôi mời anh dân tộc lên mà nói tiếng Anh không? Vâng, tức là khu đấy là bà con dân tộc người ta làm dịch vụ du lịch. Và các em bà con đấy là người ta cũng... Họ có được trình độ văn hóa, họ có được học hành trong cái nền giáo dục của nhà nước mình. Mà dân tộc thiểu số họ bây giờ họ rất văn minh. Và rất nhiều người họ nói tiếng Anh rất giỏi. Thì phải nói rằng họ kêu là đối xử người dân tộc không được công bằng. Tất cả đều công bằng mà có thể nói là mình đãi ngộ người dân tộc rất nhiều hơn. Em là người dân tộc á. Mình có sự đại. Đây là dân tộc gốc đây anh này. Em là dân tộc xịn đó. Dân tộc xịn. Sinh ra từ núi rừng như này. Cặp đây 4 người là có 2 người dân tộc rồi. Chiếm 50% dân xe này rồi. Dân tộc là dân tộc gì chứ? Dân tộc Kinh hay dân tộc Tây? Dân tộc Tây. Dân tộc thiểu số. Đây đằng sau là 2 dân tộc thiểu số đấy. Dân tộc thiểu số. Họ Nông là biết rồi. Dòng họ Nông Đức Mạnh phải không biết? Tức là ở đây, ở trong cái cộng đồng dân tộc Việt thì là những người Tây Nùng là dân tộc thiểu số. Nhưng ở vùng biên giới này lại người Tây người Nùng lại trở thành đa số. Bởi vì bà con bây giờ thì cũng bắt đầu nâng cao được cái đời sống rồi. Anh ơi, trước đây những đồng bào vùng biên này chỉ có lao động sản xuất nông nghiệp ấy, hoặc là săn bắn hái lượm thôi, nhưng bây giờ là người ta cũng phát triển lắm. Biết là kinh tế trồng trọt trang trại. Rồi kể cả một số là người ta cũng giao thương rồi đấy. Anh nông dân Hải sách vữa. Nếu mà học về lịch sử á thì tôi nhớ cái lịch sử thời chiến tranh chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13, ba đời chống xâm lược Nguyên Mông đời nhà Trần á, thì phải nói người dân tộc miền núi rất có công rất lớn về chống xâm lược Nguyên Mông thời điểm đó, vì họ là những người ở vùng biên cương nhiều hơn, cửa ngõ và tổ quốc của biên cương nhau, mà họ có công rất lớn trong cùng với nhà Trần để chống chiến tranh xâm lược Nguyên Mông thế kỷ 13. Và tôi nhớ nhất trong lịch sử dạy nhất là hồi đó đặc điểm là cái họ Hà. Và họ Hà ở Lạng Sơn nó có cả một cái động giáp đấy ạ. Cái động giáp họ Hà làm thủ lĩnh của cái vùng biên hải. Trong họ Hà họ thân. Họ thân họ Hà. Họ Hà. Ở Lạng Sơn này là bởi vì nó là cửa ngõ mà các cái triều đại phong kiến của phương Bắc khi mà người ta xâm lược là bao giờ đây cũng là điểm đầu tiên để gọi là chống trả đấy. Thế thành ra là nó rất là nhiều sự kiện ở như ở Lạng Sơn là nó có cái di tích lịch sử Chi Lăng ấy. Đấy à. Di tích lịch sử Chi Lăng là bị hồ ta. Có một cái dòng tộc họ là chống trong quân xâm lược Nguyên Mông rất mạnh liệt mà rất trung thành với nhà với tổ quốc. Họ làm những cái trận địa rất là hay. Đó là họ có những người rất to lớn. Rồi họ làm những cái mũi tên nó bằng bắp tay nè. Găm vào những thân cây nó thành mũi dao rồi. Thế rồi cái khi con mình mập con sao lực im mông khi qua ta. Đó, nhiều khi là người ta tưởng là lãnh đạo trên xe rồi là người nhà của quan chức nào ấy. Tôi trêu tôi đâu hoài nghe mày làm anh nó giọt không biết làm hả, nó gật chứ không biết ai hết. Cả ngày hôm nay vẫn cắt mắt. Sắp sửa tới là cái trạm kiểm soát liên hợp anh ạ. Đây các bạn thấy đất nước của chúng ta đẹp không, hùng vĩ không? Các bạn muốn còn những cái ma những cây xanh này không, hay là muốn thành những đồi trọc trên những bom đạn? Đất tươi tốt xanh tươi. Hay là các bạn muốn là những chất độc dioxin rải xuống đây để trắng rụng hết những lá cây? Các bạn muốn cái nào? Và chắc chắn là cái bọn phản động nó không muốn chúng ta được sống yên này đâu các bạn. Nó năm muốn... anh năm 79 đến rạng sáng 79 là cái điểm mình đang đi này là pháo nó bắn vào đây đầu tiên, pháo nó bắn vào đây để nó chặn cái tuyến quốc lộ, chặn cái tuyến quốc lộ và lúc đó là xe khách cái tuyến Lạng Sơn Cao Bằng mà đi các huyện của thành tỉnh ấy là bị chặn ở đây này. Rồi các bạn vào trên con đường này á, bao nhiêu chiến sĩ đã phải đổ máu ở đây để giữ cái con đường huyết mạch này các bạn. Cũng là một phòng tuyến đấy, cho đoạn này cũng là một cái phòng tuyến một. Trước mặt anh đây là cái trạm kiểm soát liên hợp, bây giờ là các cái cơ quan liên ngành như thuế này, công an này, biên phòng này, hải quan là người ta sẽ có một cái trạm đây để kiểm soát cái việc qua lại biên giới cũng như hàng hóa xuất nhập khẩu. Mà tới này cái du lịch ấy là xe tự lái là người ta sẽ chạy vào đến thành phố Lạng Sơn. Có mấy bạn đã muốn kết nối nữa rồi. Các bạn thông cảm cho Sơn Hải ở đấy nhỉ.
các bạn thông cảm cho, đây là chúng tôi đang làm quảng bá về đất nước và phóng sự đất nước, cho nên là các bạn không thể kết nối được ở đây, và các bạn thông cảm cho. Và có khi một lát nữa chúng tôi sẽ lên làm một cái chương trình ở biên giới, thì có thể các bạn kết nối để cùng trò chuyện chúng tôi, đặt câu hỏi, và các bạn có thể đặt câu hỏi để chúng tôi được trả lời. Đấy, và các bạn, đây là những người nghèo của Việt Nam đấy các bạn. Người nghèo luôn luôn sáng cứ ăn phở xong đi bằng xe 4 chỗ, rồi cà phê. Và cà phê rồi muốn đi xa nữa thì đi máy bay các bạn. Đây các bạn nhìn cái mức sống tối thiểu của dân tộc miền núi đó các bạn. Đó, các bạn thèm chưa? Có thể tôi cũng thèm đó chứ đừng có nói với các bạn. Một cuộc sống rất yên bình. Phải công nhận là tỉnh miền núi biên giới như là cái sự an ninh trật tự nó rất là tốt. Cái sự yên bình nó không có nhiều cái tệ nạn xã hội. Nó không có nhiều cái tệ nạn xã hội. Thấy không, cái vụ hải quan quản lý thị trường thế này mà chúng nó cứ bảo là cho hàng Trung Quốc tràn ngập, tràn thế nào à, có thể mình tràn ngập của họ nhiều hơn họ tràn ngập hàng của mình. Đây, hàng của mình xuất sang Trung Quốc, nói chung là mình nhờ Trung Quốc có cái sức tiêu thụ rất là lớn, thì hàng của Việt Nam mình chất lượng tốt cho nên là bên Trung Quốc nhập rất nhiều. Không phải nói thị trường Trung Quốc là một thị trường dễ chịu, nó rất là dễ chấp thuận hàng hóa của mình, kiểu như cái chất lượng không cao lắm. Nếu mà mình xuất đi châu Âu hay là các cái quốc gia phương Tây là cái kiểm tra về cái chất lượng rất là khó, nhưng mà hàng của mình xuất Trung Quốc nó tiêu thụ lại rất là đơn giản, kể cả thủ tục. Nó là một thị trường dễ chịu. Chứ nếu không có cái thị trường Trung Quốc thì cái hàng của mình cũng cơ bản là bị dị ứ đấy. Bởi vì ngay cả những cái cá tra mình xuất đi Mỹ rồi cái tiêu chuẩn chất lượng của nó cao lắm. Nó cao là một phần, hay bọn tụi nó, bọn tư bản hay dở quẻ lắm. Nó hay dở quẻ lắm. Bởi vì nó là hình thức cấm vận đấy. Nó cái dạng là để phát triển. Nó không có muốn mình phát triển mạnh về mặt kinh tế. Bởi vì mạnh kinh tế thì tiềm lực quân sự mình không mạnh. Thành ra cái âm mưu của nó là nó sẽ bị khó khăn. Và các bạn để biết rằng sau năm 1975 bây giờ bên tay trái là siêu thị chợ Đồng Đăng này. Chúng ta đây là siêu thị chợ Đồng Đăng đấy các bạn. Đây là chợ đây. Trung tâm thương mại Đồng Đăng. Bây giờ là chúng ta vào cái thị tứ Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng. Dạ, trước mặt chúng ta đây. Đồng Đăng có phố ghi lừa đó. Đừng qua phố ghi lừa. Còn bên tay phải chuẩn anh đi máy sang bên phải là cái đồn biên phòng Hữu Nghị Quan. Đồn biên phòng Hữu Nghị Quan. Đây các bạn thấy đồn biên phòng Hữu Nghị Quan. Đây là những chiến sĩ tiền tiêu của Tổ quốc đó các bạn. Sắp đi đến điểm đầu. Cái đồn này là cái nhiệm vụ là quản lý biên giới khu vực. Đây, các bạn có muốn những đồi xanh như thế này hay là các bạn muốn những đồi trắng ở dưới bom pháo? Bên trái này là vào thị trấn Đồng Đăng này anh ạ. Bên tay trái là mình vào thị trấn Đồng Đăng. Còn đi trước mặt mình là ra thẳng Hữu Nghị Quan. Còn sau cái quả núi trước mặt mình là Trung Quốc anh ạ. Sau cái quả núi trước sau quả núi và khuất bên kia quả núi là địa danh của Trung Quốc. Rất là gần. Bố mình trồng cây luôn khỏi bị cháy. Còn tỏ mái mấy cây nữa. Cái đường rất là đẹp. Đường giờ làm đẹp. Đẹp. Nhưng bên Trung Quốc đẹp hơn. Trung Quốc đẹp lắm. Mình nó so bì vào cái một cửa khẩu. Mình sợ. Bởi vì nó đổ cái tầng nó dày. Kinh tế nó mạnh hơn. Mình đâu có so bì với cường quốc được. Một anh nhà nghèo so với anh nhà giàu. Mà nhiều thằng nó lạ nha. Nó cứ so Việt Nam nghèo hơn Mỹ. Mình có bao giờ mà nó giàu hơn nó đâu. Không mà nó cứ đem qua nó so Việt Nam nghèo hơn Mỹ. Nó là tư bản. Chỉ có nó so bì. Thương mại rồi kinh tế của nó phát triển qua hành động quân sự. Rồi nó bán một cái nó sản xuất được mà 300 năm nó lập nước nó có vòng. Nhưng mà có nhiều thằng rất là lạ. Đấy, nó cứ muốn qua làm nô lệ, làm toi mọi của thằng giàu chứ không muốn làm chủ của đất nước. Thì làm chủ. Em nó sang nó đừng đi
đóng phim, đóng đóng vai quần chúng đi bán hàng rong với bản đấy, người ta bảo Việt, người Việt Nam lưu vong và đấy sống mưu sinh bằng những cái nghề không phải, thực ra là đi ra nước ngoài không có trình độ ấy là phải như thế, đúng không? Đi ra nước ngoài không phải ai cũng giàu, phải bởi vì phải có trình độ, cái gì đấy phải cao có kiến thức, có tài năng đấy chứ, tài năng chứ đâu có phải cứ ra nước ngoài nhặt được tiền đâu. Đây là sống mưu sinh rất là vất vả đó, các bạn thấy rừng núi chưa, bên kia trà rẵng núi này của đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đó các bạn. Để anh cho xem hàng hóa xuất đi. Đây là những hàng hóa của chúng ta để chuẩn bị gọi là tràn ngập Trung Quốc đó các bạn. Gọi là hàng của chúng ta chuẩn bị xâm lược qua Trung Quốc đó các bạn. Xâm chiếm. Sang thị trường rộng lớn hơn. Các bạn thấy không, những bãi xe đang chờ để qua bên kia. Mình cứ đi thẳng đường giữa đi hả? Bởi vì xe làn bên phải đấy nó đi hàng hóa. Chạm kiểm soát sau thì mới được. Chạm kiểm soát sau thì mới được. Cái chạm này thì không thể dừng, mình đang soi hay như thế nào. Nó soi là mình ghi hình. Bởi biên phòng người ta quản lý biên giới. Người ta quản lý biên giới. Nó không cho ghi hình hả? Không, có cho chụp ảnh lưu niệm các thứ. Nhưng mà người ta muốn hỏi xem mục đích của mình là gì. Người ta muốn hỏi xem mục đích của mình là gì. Tại vì vào biên giới thì bao giờ nó cũng có các cái đội kiểm soát, nhất là lực lượng biên phòng ấy. Lực lượng biên phòng ở đây thuộc trách nhiệm của lực lượng biên phòng là chính. Còn công an, hải quan, quản lý thị trường, thuế vụ là người ta làm theo cái chức năng để kiểm soát thôi, hàng hóa thôi. Mình cầm gỡ khéo mình bỏ qua đây, gỡ cái này lên, gỡ này nè. Đừng che màn hình. Không, cắm này lên, gỡ cái máy ra, gắn lại cho đây. Không, cứ gỡ, kéo lên. Rồi đứng che màn hình. Anh phải cho cái giá cho nó đỡ bị rung tay anh. Trong đội gì ạ? Anh vào trong chỗ hải quan đấy. Vào hải quan à? Ừ. Vâng. Đây các bạn thấy chưa, những hàng hóa của ta đang chờ xâm lược qua Trung Quốc đó các bạn. Đây chỉ là cửa khẩu xuất hàng ít thôi nhỉ? Đây là cửa khẩu ít thôi. Cửa khẩu nhiều. Đây mới là cửa quốc tế, cửa giao thương về buôn bán ấy, cửa Tân Thanh. Đây là cửa chính ngạch. Cửa chính ngạch. Còn tiểu ngạch nữa ha. Vâng, tiểu ngạch là cặp chợ quốc gia, còn đây là cửa quốc tế. Anh cũng những cái chỗ này anh ít quay vào chỗ biên phòng nhiều nhỉ? Thấy quân sự. Rồi anh ạ, để anh quay là nhắc đi. Để anh vào trong vị trí. Để vào trong chỗ hải quan. Dạ. Yeah. Vào trong chỗ hải quan. Quân hải quan. Đấy. Anh em bởi vì ở đây nó có quy định. Đúng rồi, nó có quy định. Ghi hình ghi âm mọi thứ người ta sẽ kiểm soát. Quy định. Đây à, trước mặt chúng ta là cái biểu tượng quốc huy này, cái cổng chào lớn bắt đầu vào khu vực cột mốc. Chúng nó cứ tuyên truyền xuyên tạc là mình cứ thả lỏng ra, chứ thực ra vào đến cái cột mốc biên giới là rất nhiều trạm kiểm soát tất cả các lực lượng biên giới, an ninh biên giới. Kiểm soát hàng hóa rất là chặt, chứ nói là hàng độc hại Trung Quốc nhập qua, mẹ nó nhập thuốc trừ sâu đem uống, mẹ nó cứ hô độc hại. người ta diệt sâu không đem đi uống. Đấy, anh cho mọi người xem cái biểu tượng cửa khẩu. Đây là cái cổng cửa khẩu đấy các bạn. Cái chỗ này anh cho mọi người xem xa thôi, xong rồi mình đi qua đây, mình đi thẳng vào trong. Thì anh sẽ tạm thời tắt máy đi. Không, tránh biên phòng. Vào bãi đi, không cho vào.
là mình đi đường kia vòng vòng bãi trước mặt á, lên hẳn trên này, nhưng mà lên cỡ lên gờ rồi bãi trước mặt này ôm ra chút đánh lên là thông bãi cho nó không không vào trong này. Mọi lần vẫn cho đấy, mọi lần vẫn cho ấy chứ. Anh không quay đoạn kia nữa, bên phòng nhá. Phải đi thẳng đi. Đi thẳng mình sẽ bảo nó chạy. Không quay nữa. Không, quay ngược lại mà. Anh đặt máy xuống, người ta nhìn thấy máy. À, các bạn thông cảm cho vì vấn đề an ninh quốc gia và quy định ở đây trên không có thể quay trực tiếp qua các chiến sĩ biên phòng và các trạm kiểm soát được, vì đó là quy định trên, chúng tôi tạm thời giấu hình. Thì đó là quy định chung các bạn. Ở đây có chỗ tham quan đấy. Đây anh ơi, đây cái chỗ này là bắt đầu các cái thủ tục làm ở đây rồi. Thủ tục gì? Cho mọi người đây chính là cái khu vực hải quan này, anh có thể giới thiệu mọi người hải quan. Đây được cái gì? Đây là chính là cái trạm làm thủ tục. Đây là quay được thì quay được. Đấy, đây, ngay sau cái dãy nhà này là cái đường lên của km. Có ngược sáng không? Ngược sáng không? Không, không. Nó bị gãy cái này mẹ. Nó cái lưỡi á. Gãy gãy cái này. Nó không cầm tay cũng được. Nó lấy cái cây kia, lấy cây kia, lấy cây bên kia. Nó lấy cái cây bên kia. Khó khóa không hả? Mở khóa. Ôi, nó bị dỗ mà. Bỏ, bỏ, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ. Các bạn, đây là nơi mà ta làm thủ tục để qua bên kia Trung Hoa đó các bạn. Bị dỗm quá. Anh ơi, lấy không lấy cái này. Cái chân máy là còn dùng không? Không. Thế để đám cấp vào xe. Chắc cầm tay đi. Kéo này lại. Dạ, xin giới thiệu các bạn đó, đây là nơi ta làm thủ tục để qua bên kia đó các bạn.
anh Hải cầm cặp quay tôi Vinh Tiến này. Đấy, anh Hải lấy lấy Hải có cái đường sau kia là cái hướng về quan nhá. Đầy đủ. Đầy đủ. Xin chào các bạn. Tôi hôm nay lên người đây cùng với anh Nông Xuân Tiến và một cái bạn nữa là một công dân của tỉnh Lạng Sơn và cũng là một cán bộ công tác ở tỉnh Lạng Sơn. Và tôi xin giới thiệu bạn anh em chúng tôi hôm nay lên đây là lên nơi địa đầu của Tổ quốc. Và giới thiệu các bạn đây là địa đầu của Tổ quốc và khởi điểm đầu tiên của nước Việt Nam là từ đây. Và các bạn để hiểu rằng cái nơi đây chúng ta đã phải tốn bao nhiêu xương máu, bao nhiêu sức để giữ được bờ cõi đất nước chúng ta và có được hôm nay là cái cửa khẩu này chúng ta. Và các bạn đều thấy đó. Và xin anh Nông Xuân Tiến cho biết thêm thì anh là cư dân ở đây, anh hiểu thêm về địa danh đây, là anh cho xin cho biết thêm về cái vấn đề ở đây. Bây giờ trước mặt anh em chúng ta đang đứng ở đây, đây là cái cửa khẩu Hữu Nghị Quan với cửa khẩu quốc tế của quốc gia tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Thì sau lưng ta đây là chính là các cái trạm kiểm soát liên hợp gồm có các lực lượng chức năng của địa phương cũng như của trung ương như là hải quan, bộ đội biên phòng, công an, quản lý thị trường như thế hộ. Tất cả khi mà du khách của hai quốc gia giao thương hay buôn bán hay du lịch hay là các cái hoạt động đối ngoại đều phải tiến hành làm thủ tục để tôi thực hiện. Đấy, trước sau đây thì chúng ta là cái trạm Hữu Nghị Quan. Sau lưng này cũng đầu anh dân anh đi được hẳn đấy. Sau lưng này thì chúng ta đi theo cái hành lang, sau khi làm thủ tục xong thì chúng ta đi theo cái hành lang này để qua biên giới. Và ở cái khu vực biên giới đó là nó có hai cột mốc là 116 và 117. Tức là một cái cột mốc để giữa hai quốc gia ấy. Thế là sau khi đem đưa cho bác anh Quân ơi. Đã được ký kết và cái phân giới cắm mốc hoàn thành từ 1998 đến 2018 hoàn thành trong cái việc phân giới cắm mốc thì hai bên đã thống nhất là những cột mốc biên giới. Thì chúng ta cứ đi từ từ đi. Bây giờ làm gì? Không, mình không có thủ tục gì đâu. Tức là mình đi thăm thôi. Có thể là Hải với Hải Quân Sơn Thanh đứng ở chỗ Hữu Nghị Quan kia một tí. Đây anh coi như mình đi chơi thôi mà. Đây cái cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị Quan. Đấy. Anh là đi từ địa đầu đến mũi Cà Mau là anh phải đứng ở đó. Anh để rất nhiều người là kể cả khách quốc tế đến với Lạng Sơn là sẽ đứng trực tiếp ở đây. Bởi vì cái tiến. Đi từ mũi Cà Mau cho qua đây nè. Đây chứ là giới thiệu các bạn thấy thế nào của tôi. Tôi được vinh dự là từ mũi Cà Mau và đây là Hải Nam Quan. Tôi đã đi hết từ địa đầu Tổ quốc đến cuối Tổ quốc các bạn. Chúng ta đất nước mà. Hải lia cái khách Trung Quốc bắt đầu đi vừa đi tham quan về đây. Khách Trung Quốc vừa đi tham quan du lịch Việt Nam bây giờ người ta trở về nước. Rất lịch sự. Đây cho hai anh em đang nói chuyện này, cứ nói chuyện đấy. Bây giờ là chúng mới được 360 độ đấy. Đâu đang mà vừa rồi quay đúng 360 độ. Đấy. Quá trình. Anh Sơn Thanh với một công dân Lạng Sơn đang nói chuyện về việc phân giới cắm mốc. Nói chung rằng qua cái cuộc đấu tranh về mặt chính trị và ban giao giữa hai nước thì ta đã khẳng định được chủ quyền đất nước chúng ta và cấm toàn bộ biên giới ở đất nước chúng ta để khẳng định chủ quyền Việt Nam của chúng ta và khẳng định chủ quyền độc lập của đất nước chúng ta để sau này không còn tranh cãi vấn đề biên giới nữa
và không còn lấy cớ về tranh chấp về biên giới nữa để có xảy ra cuộc xung đột. Đấy, thì nó rồi, anh có cũng thành công chào vậy cho anh. Là thành công khẳng định cái mốc biên giới, là khẳng định chủ quyền của mình. Nhưng một số bộ phản động thì cứ tuyên truyền ta bán đất, bán đảo, bán biển. Đấy, nhưng mà các bạn hiểu rằng đó là cái luận điệu tuyên truyền thôi. Còn các bạn nên để chứng kiến rõ ràng đây là chủ quyền của đất chúng ta khẳng định như thế. Đấy, cho nên là không thể nói rằng ta phải bán đất, bán biển, bán đảo được. Bây giờ là đường biên giới đã được hoạch định rất là rõ ràng. Và chúng ta là hai nước đã phân giới cắm mốc, là bây giờ không còn cái vấn đề tranh chấp giữa hai nước đang trung quốc trên đất liền nữa. Lên chỗ đấy, khách du lịch Trung Quốc sau khi tham quan du lịch ở Việt Nam bắt đầu làm thủ tục trở về nước. Cờ Việt Nam. Anh ơi, xong rồi mình lên chỗ cột mốc nhá. Rồi lên cột mốc đi. Anh tiếp tục đi. Dạ, xin giới thiệu các bạn, đây là một công dân của Lạng Sơn và đã gắn bó ở đây rất nhiều. Giờ chúng ta bắt đầu tiến đến cột mốc số 0 được cắm theo công ước Pháp Thanh năm 1882. Và bây giờ chúng ta thực hiện theo đúng công ước Pháp Thanh đó. Phân giới cắm mốc được chia cắt được hoàn thành, khẳng định chủ quyền của nước Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi giới thiệu các bạn, tôi rất may mắn là hôm nay được một cán bộ của công ty du lịch và làm công tác truyền thông và được hướng dẫn tôi đi lên đây ở tham quan cái vùng này các bạn. Trước mặt chúng ta đây là cái con đường mà sau khi làm thủ tục xuất khẩu xong thì mọi người sẽ đi theo con đường này để sang Trung Quốc tham quan du lịch. Các bạn thấy cửa khẩu của chúng ta rất là rộng lớn chưa? Đi liều. Ồ, trên kia cục mốc đây ha. Giờ mình lên đó. Làm rất nhiều cái chương trình tuyên truyền về biên giới biển đảo. Bây giờ mình lên đó hả? Vâng, chờ tiến một chút xong chúng ta sẽ lên trên đó. Cái điểm đó chính là điểm cột mốc số 0 người trước đây người Pháp họ đã cắm. Xong bởi vì trước đây nó là cái biên giới nước lệ. Đây là các bạn thấy không, những đoàn khách du lịch họ tham quan đất nước ta và họ đang trở về vì đất nước chúng ta cũng giàu và đẹp. Họ đi du lịch đấy, họ đi du lịch, họ cũng muốn tìm hiểu về đất nước chúng ta. Anh em mình lên cột mốc nhá. Rồi đây là cột 116. Anh cho mọi người xem khách du lịch thì có cần phải làm chiều thủ tục thôi. Đó, đó các bạn không thấy khách du lịch họ chỉ cần trình một cái căn cước là họ có quyền đi qua đi lại một cách rất thoải mái. Và khi ta qua nước họ cũng vậy các bạn, rất là thuận tiện các bạn.
Đấy, ngay dưới này đã có của nó, cái bông đèn kìa, cái đèn bông kìa. Người đâu rồi, khẩn trương chân đông á. Tiếng tiếng. Nó đưa cái chân kia đây, cái chân gắn vào đây, cầm. Quá không phải nhìn lên nữa. Rồi anh xoay cái đó đi. Cứ gai báo gì? Anh xoay cũng. Rồi anh xoay ốc đi. Không được không? Trời ơi. Rồi tí em cầm cho anh. Người vào đây hướng dẫn cho anh Sơn Thanh nghe về cột mốc nhá. Ôi nóng quá. Nóng rồi. Đây 202. Cái này là 202. Xoay vô cái này. Vặn vào đây ạ. Từ đi. Là vặn vào nó là văng rồi. Từ từ. Chặt lại. Cái tính nhắn đó. Dạ, xin giới thiệu các bạn, đây là cột mốc 116. Đây. Cột km 0 đầu tiên của quốc lộ 1A. Còn cái rạch danh kia là ranh giới biên giới hai quốc gia. Đó. Anh nhìn thấy cột mốc Trung Quốc và cái cột mốc Việt Nam đây. Đây, các bạn thấy chưa? Bắt đầu từ cái vạch này là Trung Quốc à. Còn kia đất nước Trung Cộng hòa Nhân dân, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa mà tôi gọi tắt là Trung Quốc. Nó cửa khẩu họ đi chui qua cái hầm phía kia để vào trong lãnh thổ của họ. Thì anh sẽ quay đặc tả đi tôi lắm hết không với cái đường biên còn cái cột mốc 116 người đây mà đâu đó đấy phía chụp sau ra ngoài anh đứng vào đấy, anh đứng vào đấy anh quay cho. Đấy chị Ngật vào đây cùng chú Sơn Thanh này. Đấy thì hai anh em đứng đúng cột mốc 1116. Hoàn công năm 2001 mà ban phân giới cắm mốc của hai chính phủ đã khạch tiến hành tổ chức một cái lễ nghi rất là long trọng là khánh thành cột mốc. Cái bên kia là bên kia là cột mốc 1117, còn cái này là một Hoàn công năm 2001 và lễ ký kết phân giới cắm mốc hoàn thành vào năm 2002. Rồi các bạn nên biết rằng được cái mốc này thì các bạn phải biết rằng là đổ bao nhiêu sự máu để giữ bảo vệ biên cương tổ quốc. Rất vất vả các trên các mặt trận. Và chúng ta khẳng định chủ quyền của chúng ta là các bạn nên hiểu rằng chúng ta được một cái chủ quyền như thế này thì phải đánh đổi như thế nào ba thế hệ để giữ tới bảo vệ biên cương tổ quốc. Bao nhiêu chiến sĩ, bao nhiêu đồng bào đã hy sinh ở vùng biên giới này để giữ được bờ cõi này. Thì các bạn là trên cột mốc này không phải là một điều đơn giản. Nó phải nó nằm nó quá cả một quá trình. Cái mặt này là Việt Nam này, anh Sơn Thanh nhảy cái mặt bên này Trung Quốc này. Mặt của Trung Quốc này đây. Đây các bạn hiểu rằng chúng ta chỉ bước ra đây là hướng này là hướng Cộng hòa Nhân dân, Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Và nói gọn tắt là Trung Quốc. Các bạn hiểu như thế. Đây anh bắt đầu anh đi xuống đây là cái lên hai chục cái cột mốc này. Dạ. Hai chục đây anh Sơn Thanh. Anh đứng bên kia nhá.
xong mới quay lại tiếp tục Trung Quốc. Đây chính là cái địa điểm giáp danh giữa nước Việt Nam với Trung Quốc, chỉ có một cái đường ranh giới rất là nhỏ và đối xứng với nhau là hai cái cột mốc 1116 và 1117. Chính nơi đây là cái sự kiện năm 1978 khi mà thực hiện theo cái sự vận động và kêu gọi của nhà cầm quyền Bắc Kinh thì tất cả người Hoa ở Việt Nam đều trở về cố quốc. Thì sau khi mà về đến cửa hữu nghị quan này thì nhà cầm quyền Trung Quốc mới quyết định là tạm dừng đóng cửa khẩu. Thành ra bà con người Việt gốc Hoa ấy là tập trung ở đây là rất là nhiều, và vì là chờ thủ tục để mà nhập cảnh vào Trung Quốc. Thế tuy nhiên là lúc ấy thủ tục đã bị gián đoạn và bà con đã phải ăn tạm ở bờ, đây là dựng các cái lều lán trại. Và sau cái sự kiện mà có anh hùng Lê Đình Trinh đó, một trong những cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng hữu nghị quan, khi mà đi tuyên truyền vận động cũng như là giúp đỡ cho bà con người Việt gốc Hoa để mà hiểu nó thấu đáo hơn về cái việc trở về đất nước Trung Quốc như thế nào, và nhất là khi mà cái lực lượng ở bên kia biên giới ấy, sử dụng một cái số giả danh là côn đồ có vào gây hấn, thì anh Lê Đình Trinh cũng như là cán bộ chiến sĩ của đồn mình trong cái quá trình mà khi mà vận động tuyên truyền cho bà con người Việt gốc Hoa thì chúng đã có những hành vi rất là côn đồ, và cái sự ngã xuống của anh hùng Lê Đình Trinh chính là ở địa điểm này. Và đấy là một cái người mà một cán bộ chiến sĩ trong cái công tác về bảo vệ biên giới đã ngã xuống đầu tiên, khởi đầu cho cái công cuộc chống sự xâm lược của quân Bình từ Bắc Kinh năm 1979. Thì chỗ này chúng ta đang đứng đó chính là cái địa điểm, những cái đồi mà các bạn đang xem đây, tức là nó là cái bà con người Việt gốc Hoa đã chặt cây rồi là dựng các cái lều lán trại để tạm rời chờ làm các cái thủ tục trở về nước. Hôm nay thì trải qua 39 năm, 40 năm rồi thì cái sự giao hảo của hai quốc gia cũng đã trở lại cái sự quan hệ hữu nghị. Nhà chúng ta cũng chỉ gọi là khép lại quá khứ và ôn lại một số những cái kỷ niệm vì rất là đau thương nhưng mà cũng rất là hào hùng. Anh có đi xuống chỗ cột km 0 không? À, đi đến giới thiệu các bạn. Anh xuống đi. Tôi xuống như cột km 0. Dạ. Các bạn thấy đất nước chúng ta. Hải ơi, Hải cầm một cái này đấy. Chị đi với chú Sơn đi. Các bạn thấy đất nước chúng ta không? Đẹp quá trời, hùng vĩ vô cùng không? Các bạn có muốn sống một sống thanh bình thế này không? Mốc này hầu như là mốc của Pháp từ xưa để lại này. Vâng, cái mốc này từ hồi xưa này. Đấy. Đấy, mốc của Nghị. Của Nghị Quang. Đây, các bạn để thấy không? Cái mốc này là của Nghị Quang trước tiên mà ta gọi là Hải Nam Quang. Và các bạn hiểu rằng Hải Nam Quang là từ đây các bạn. À, là trên đảo chủ đầu Tổ quốc các bạn. Tức là cột km số 0 đầu tiên của cái quốc lộ 1A từ Hải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Đây là cột km đầu tiên ở quốc lộ 1A đó các bạn. Mà trước kia chúng ta học lịch sử ta sẽ gọi là Hải Nam Quan á. Đúng rồi. Tức là khi mà phân giới cắm mốc, cái ban phân giới cắm mốc của hai chính phủ ấy là thực hiện cái việc đàm phán trên các cái bàn hội nghị là đều lấy cái hiệp ước pháp thanh để làm cái cơ sở dữ liệu cũng như là các cái cơ sở căn cứ pháp lý và lịch sử để mà đàm phán. Thì cái việc mà đàm phán suốt từ năm 1998 đến tận 2008 gần như thông qua tất cả các cái hội nghị đàm phán giữa hai chính phủ, và ủy quyền cho cái ban phân giới cắm mốc đã thực hiện hoàn thành về cái vấn đề phân giới cắm mốc tại tuyến biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Anh chỉ
em đi quay chút khác. Anh này, đây này. Anh đi quay chút khác, anh phải để chỗ. Đây, chính là chúng ta đang xem là cái đường biên giới, đường ranh giới đây. Chính cái vạch này là cái vạch biên giới giữa hai quốc gia đây. Đấy, nó chỉ là một cái vạch như này thôi. Mưa ta bước chân ra bên kia thì là nước bạn, và tôi lùi chân lại thì là nước ta. Bây giờ đây nhá, đây chính cái này cột km không này, hữu nghị này. Đó. Đấy, đây là điểm đầu tiên của quốc lộ 1A, điểm đầu tiên của quốc lộ 1A xuyên Việt từ hữu nghị quan cho đến mũi Cà Mau. Đây là các du khách Trung Quốc sau khi tham quan du lịch ở Việt Nam thì người ta cũng đã làm thủ tục ở các cái cơ quan chức năng để trở về nước. Thì sau khi mà người ta bước qua cái ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc thì người ta sẽ tiến hành làm các cái thủ tục. Thì trước mặt chúng ta chính bên kia là các cái cơ quan chức năng của Trung Quốc, người ta tiến hành làm các cái thủ tục cho khách du lịch người Trung Quốc trở về, cũng như là khi mà du khách người Việt Nam mình sang nhập cảnh vào Trung Quốc. Đấy, trước mặt thì các bạn đã nhìn thấy rồi, một cái trạm kiểm soát của cái lực lượng biên phòng, và hai là cái cầu chui, cái hầm chui bắt đầu bước vào cái con đường cao tốc mà đi bằng tường Nam Ninh của tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Đấy thì các loại phương tiện hàng hóa của giao lưu, giao thương của Trung Quốc và Việt Nam. Đó. Sau khi mà xuất hàng sang Trung Quốc, hoặc là một số những cái xe là... Vâng, đây là lính biên phòng. Đây là các cái xe hàng sau khi làm thủ tục giao thương. Vâng. Đấy, đây là chính là cái anh ấy, đây nhá. Cái này từ xưa đây, mới hai là vào từ Pháp đây. Mà cái này là nó chỉ là cái đường biên giới. Cái này là từ Pháp, nó... từ Pháp đặt là từ đầu quốc lộ 1 của chúng ta là từ đây đây, từ Pháp đặt ở đây, và còn mốc hữu nghị quan kia là tức là Hải Nam Quan là Pháp đã đặt từ đó. Đấy. Sau này qua cuộc đấu tranh của chúng ta cấm mốc biên giới thế kia và chúng ta chạy dài theo biên giới của đất nước chúng ta cộng với đất nước Trung Quốc, là chúng ta cấm mốc biên giới dài hết luôn. Đấy. Chúng ta căn cứ vào đây là cái mốc này từ thời Pháp đã đặt đây. Đây và chẳng thời Pháp là chỉ nối tiếp theo đời tổ tiên của chúng ta thôi, chứ không phải là Pháp có quyền đặt chủ quyền. Pháp chỉ là nối tiếp theo cái tổ tiên của chúng ta để phân định địa giới thôi, rõ ràng thôi. Chứ đã đây đã chủ quyền của tổ quốc chúng ta từ ngàn đời rồi, chứ không phải là mới quyết định từ Pháp. Phượng Nguyễn để xét đang chào chú Xuân Thanh. À, xin chào tất cả. Và tức là cái đường phân giới cấm mốc này là trên cái cơ sở dữ liệu của cái hiệp ước Pháp Thanh, mà Pháp thì lúc cái thời điểm đó là Pháp nó đang đô hộ, thành ra nó được thực hiện cái quyền là đàm phán với nhà Thanh để mà xây dựng và ấn định ra cái đường biên giới. Nhưng cái đường biên giới đó nó cũng căn cứ vào cái lịch sử của dân tộc hàng ngàn năm, chứ cũng không phải là người Pháp được quyền cái việc quy định cái đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc như thế nào, mà người Pháp bắt buộc cũng phải căn cứ vào các cái tư liệu lịch sử của dân tộc Việt Nam để trên cái cơ sở đó đàm phán với nhà Thanh. Và hai nữa là chúng ta cũng phải có một cái này, tất nhiên là ta phải ghi nhận, tức là người Pháp người ta cũng rất đúng đắn trong cái vấn đề khi đàm phán với nhà Thanh về cái vấn đề phân giới cắm mốc đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, chứ người ta không có cái biểu hiện không có quyền áp đặt nhân nhượng, và cũng không có cái quyền áp đặt, và cái đấy là cái tiếng nói của dân tộc Việt Nam. Các bạn thấy đó, bên kia là đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa các bạn. Đó là hai con đường hầm đi xuyên qua cái núi và cho vào trong bằng đất tường liền. Nam Ninh. Bằng tường. Đi vào bằng tường Nam Ninh là hai cái thủ phủ của tỉnh Quảng Tây. Đó, vào bằng tường
Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây đó các bạn. Đấy, anh nhìn ra xa kia là chính là cái mục Nam Quan ngày xưa. Mục Nam Quan mà dịch ra cái tiếng du Việt của mình ấy, đó là con mắt nhìn về phía nam. Đấy, mục Nam Quan tức là cửa nhìn về phía nam. Xin giới thiệu các bạn, mấy anh em chúng tôi làm chương trình đến nay và xin thân ái chào tất cả các bạn. Đi một cửa khẩu quốc gia này. Trong một dịp gần nhất và sẽ qua một cái khẩu quốc gia nữa. Xin chào các bạn và hẹn các bạn sẽ đón tiếp theo trong thời gian gần nhất.